Chào bạn, mình là Hưng. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là học lập trình Python bằng công cụ CodeLab của Google. Thì ở video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn là cái cách tính tổng hai số, không? Nó tính là theo cái danh sách bài học, là theo cái danh sách bài học của cái thằng app mình sẽ để link tải phía bên dưới. Ở trong này sẽ có rất nhiều các bài học nhá. Thì là bài số 4, lần trước là bài số 3, bài số 4 cũng chỉ là bài tập của bài số 3 thôi. Ok, thì lần này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là cái bài số 5. Đó, nó sẽ nâng cao một chút, nó là tính đại khái là nâng cao cách tính toán hơn một chút, đó là tính về diện tích của hình chữ nhật. Ok, thì ở đây mình sẽ thêm cho nó một đoạn văn bản nữa này. Chết rồi, không phải, cho nó xuống dưới đi. Đấy, ở đây mình sẽ là bài số 5 đúng không? Bài 5 này. Tính diện tích hình chữ nhật. Tính diện tích hình nhật. Ok. Rồi mình sẽ thêm một đoạn code ở bên dưới. Ok. Thì ở bài số 5 này mình sẽ nâng cấp cái cách tính lên một chút xíu. Đó, nâng cấp cách tính lên một chút xíu. Thì đầu tiên thì ở đây nó theo bài tập thì nó sẽ cho một cái hình chữ nhật, nôm na là có hai cạnh là một cạnh, chiều dài là 7,8 và cao là 6,4. Đấy, ok, thì và hiển thị mình sẽ hiển thị một cái là chu vi và một cái là diện tích. Ok chưa? Đó. Thì mình đơn giản thôi, mình sẽ code nhá. Nếu các bạn cứ tải cái app về về, cái app về xong mở cái Google Colab lên, các bạn có thể nhìn ở trên điện thoại, sau đó code ở trên cái Google Colab này bình thường chạy ngon ngơ bình thường luôn. Đây là mình sẽ sử mình muốn các bạn nhìn thấy cái app nên là mình đã sử dụng cái máy ảo. Nó thì ở đây mình sẽ viết code mẫu này, print này. Đấy. Đầu tiên là diện tích đúng không? Diện tích sẽ ở đây sẽ bằng gì? Đó. Ở đây bằng gì, các bạn có thể viết hoặc không không cần mở ngoặc cũng được, không cần mở ngoặc. Nếu không cần mở ngoặc thì sau dấu phẩy nó sẽ tính là một phép tính á, nó sẽ tính là một phép tính 6,4 đấy nhân 7,8 đúng không? Đấy, tiếp đến nữa là sẽ hiển thị hiển thị tiếp này, thằng này là chu vi. Chu vi ở đây sẽ tính được như thế nào? Đấy, chu vi về tính như nào? Đơn giản thôi, sẽ bằng 6,4 đúng không? 6,4. 6,4 cộng 7,8. Đó, nhân với 2. Đó, rồi các bạn nhấn Ctrl Enter để chạy chương trình nhá. Đó. Đó, kết quả nó sẽ ra là một thằng diện tích này ra 79,92 và chu vi ra 28,4. Đó. Ra nó rất đơn giản luôn, rất đơn giản luôn. Các bạn cứ đi từng bước một đơn giản. Sau khi đi hết 59 bài ở cái trong cái thằng app này thì mình đảm bảo là cái kiến thức cơ bản của Python của bạn nắm rất chắc luôn. Đó, nắm rất chắc luôn. Thì nắm rất chắc cơ bản thì các bạn có thể học cái nâng cao được. Ok, video của mình xin được kết thúc đây. Chào bạn.